Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì em lại lên cho các bác đó là hai siêu phẩm, đó là một chiếc Pala có dung tích là 1,8 lít và một chiếc Salier mặt quỷ hàng VIP màn hình đổi màu. Các bác nhé, đó là một siêu phẩm mà em đấu giá về, hàng còn đẹp như mới luôn. Có nghĩa là gần như là chưa qua sử dụng, mới, rất là mới luôn, không có thùng nhưng mà rất là mới. Các bác nhìn đó là siêu phẩm này, có giọng nói này. Tất cả các chức năng là rất là ok chứ các bác nhé. Đó là gần như mới lên là đây các bác nhìn, mới kính quang luôn. Nó thực sự là những chiếc này thì nó gần như là đến cho đến thời điểm bây giờ mà kiếm được một chiếc mới như này là gần cực khó luôn. Mới từ trong ra ngoài, coi hình thức bên ngoài. Hình thức bề ngoài của nó quá là đẹp luôn. Các bác nhìn, phần gioăng, gioăng mới tinh luôn. Gioăng mà lắp hơi mới két kẹt. Các bác nhìn. Chiếc này là hàng đấu giá các bác nhé, hàng đấu giá từ Nhật nhé, nên là rất là ok luôn. Đó, dòng áp áp suất bi, áp suất quay vòng. Các bác nhìn xanh biếc, mà thực sự là những chiếc này là đời mà rất là sâu mà họ lại giữ được như đẹp như mới như vậy thì cũng không phải là chuyện đơn giản đâu các bác nhé. Dòng này là dòng xoong lặng, xoong dày xoong lặng nhé, không phải là dòng xoong bình thường đâu nhé. Xoong dày xoong lặng này các bác nhìn quá là đẳng cấp luôn, mới tinh luôn các bác. Mà để mà tìm đến một chiếc đến như đến thời điểm bây giờ mà có những chiếc đẹp như này không phải là chuyện đơn giản. Các bác nhìn lòng mè của nó vẫn xanh biếc luôn, lòng vàng ươm thành vách nha. Đấy. Những cái siêu phẩm VIP này nói thật là em cũng săn tìm rất nhiều nhưng mà đến nay mới kiếm được một chiếc như này. Còn tất nhiên là hàng không còn thùng xốp, họ cũng có thể nhấc ra nhấc vào nên là nó đẳng cấp như vậy, là nên mới. Hai nữa là nó những dòng này nó là dòng hiếm. Thứ nhất là có giọng nói, có thứ hai nữa là có màn hình đổi màu và hình thức thì rất là đẹp, nên là những chiếc này các bác nào mà thực sự quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Chiếc này thì là hàng đấu giá, các bác mà nào mà giả được giá ưng ý nhất thì là sẽ sở hữu được cho mình. Còn không thì chỉ chắc là chỉ phút mốt là bay mất thôi. Sơ qua các bác một chút thôi. Còn bây giờ em sẽ lên cho các bác một chiếc chiếc Bala 1,8 lít này. Thì cũng năm gần hết Tết gần đến rồi. Các bác muốn tụ hội gia đình, gọi là sum vầy gia đình, muốn sở hữu cho mình những chiếc có dung tích là lớn để gia đình từ 8 đến 10 người. 8 đến 10 người là sở hữu cho mình sử dụng là rất là ok, nên là các bác cứ thoải mái tham khảo và sở hữu cho mình nhé. Vì là những dòng sản phẩm này thực ra là cho đến thời điểm bây giờ là gần như là không có các bác nhé, gần như không có. Nên là nó to, mới, gần như là mới. Các bác nhìn hàng đấu giá nó khác hoàn toàn, độ đẹp, độ mới. Em không giấu giếm các bác bất kể một cái gì, độ xoay quanh. Thực ra chiếc này có đây, có mỗi tí lau lau tay này. Các bác nhìn nó cũng không được ưng ý lắm, nhưng mà nói chung là để độ mới, độ đẹp xuất sắc, xuất thần thì giá nó lại khác. Đời 2015 các bác nhé. Dây điện còn mới tinh luôn.
Bác nào mà muốn sở hữu cho mình chiếc có dung tích 1 lít 8 này để mà sở hữu cho mình mà đẳng cấp thì thực sự là cho đến thời điểm bây giờ mà năm hết Tết đến này, đấy, tụ hội gia đình này, độ đẹp độ mới thì em cũng không giấu các bác làm gì cả. Đấy, dòng gioăng vẫn còn rất là sáng và đẹp luôn, nắp hơi đẹp. Tất nhiên là hàng thì chiếc này thì hàng đã qua sử dụng nhưng mà họ còn rất mới và rất đẹp nhé, nên là đấy, cốc nước bù ẩm này, dòng Mala cốc, cốc nước bù ẩm này, các bác nhìn, các bác muốn sử dụng thì lên đổ 2 phần 3 nước vào chiếc cốc này nhé, nó sẽ tự điều chỉnh và tự bù ẩm cho cơm của các bác vừa dẻo và ngon nhé. Đó, cùng với lại son xước là em cũng cho các bác xem luôn, son quá đẹp luôn, các bác nhìn, son to đẹp, lòng đẹp, sáng xanh biếc, các bác nhé. Đấy, những cái dòng này nó là hàng siêu lướt rồi, nên là các bác nên nhớ là mua hàng của em là gần như là 100% là hàng siêu lướt. Bác mà muốn sở hữu cho mình đẹp, hàng đẹp thì cứ liên hệ với em những dòng sản phẩm này. Quá là đẳng cấp. Em cắm điện cho bác xem luôn. Tất cả là mọi chức năng là em bao toàn bộ nhé các bác nhé, tất cả các chức năng là em bao hết, hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Bác nào muốn sở hữu cặp đôi này, một trong hai sản phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Chiếc này thì em cũng báo giá luôn để cho các bác muốn săn tìm cho mình thì cũng liên hệ với em luôn. Chiếc này là có giá là 7 triệu đồng các bác nhé, còn chiếc này là có giá là 4 triệu đồng. Đấy, bác nào mà thực sự muốn sở hữu những dòng phẩm đẹp để chơi Tết thì alo cho em theo số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại. Hẹn các bác ở video clip sau.